Một cô gái 21 tuổi ở tỉnh Tiền Giang đã dũng cảm tông vào xe máy của hai đối tượng vừa giật túi sách của mình để người dân hỗ trợ bắt gọn hai tên cướp. Đó là chị Nguyễn Thị Diễm Hương, 21 tuổi, ngụ tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Bất ngờ bị hai thanh niên ép xe giật túi sách, chị Hương đã tăng tốc đuổi theo và tông thẳng xe của mình vào xe máy hai tên cướp, làm cả ba té ngã. Người dân địa phương đã lao ra hỗ trợ chị bắt giữ hai tên cướp giao cho công an tại trụ sở công an. Hai đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Sang 30 tuổi, ngụ tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An và Huỳnh Văn Út 37 tuổi, ngụ tại phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thu sách của chị Hương bị giật có ba điện thoại di động, một sợi dây chuyền 18k và 7,8 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.